Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Kia Seltos nhé, dòng xe thuộc phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ B của nhà Kia. Mà trong cái video ngày hôm nay, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại cũng như là tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Kia Seltos này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Kia Seltos này sẽ có thể nắm được. Hiện tại thì Kia Seltos được bán ra thị trường với 4 phiên bản, bao gồm phiên bản Kia Seltos 1.5 Dynac, 1.5 Luxury, 1.5 Premium và 1.5 Turbo. Ở trong cùng phân khúc thì Kia Seltos này đang cạnh tranh với nhiều những cái đối thủ cạnh tranh, ví dụ như là chiếc xe Mitsubishi X-Force hay là chiếc xe Hyundai Creta, đúng không ạ? Nhưng với tầm tiền thì cái dòng xe Kia Seltos này cũng có cái mức giá cũng tương đối là dễ tiếp cận. Và ngay bây giờ thì mời anh em có thể là theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được cái chính sách giá bán ở thời điểm này. Hiện tại thì cái chính sách về giảm thuế thì chưa thực sự được thực hiện. Thì thời điểm này thì em sẽ tính tổng lăn bánh cả cái mức giảm 50% lệ phí trước bạ và chưa giảm 50% lệ phí trước bạ, để cho anh em có thể là cân đối cái tài chính của mình, để có cái sự chuẩn bị có một cách tốt nhất để có thể là đợi thuế hoặc là đi đăng ký ngay ở thời điểm này. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Kia Seltos 1.5 Dynac nhé. Khi mà được giảm thuế thì ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 637 triệu, trả góp thì đang là 145 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 631 triệu, trả góp thì đang là 139 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 613 triệu, trả góp thì đang là 121 triệu. Đây là cái tổng lăn bánh khi mà được giảm thuế anh em ạ. Với cái mức ưu đãi thì bên em đang giảm rất là sâu về tiền mặt, quà tặng thì toàn bộ là quà tặng chính hãng theo xe thôi, còn bên em không có gì để tặng anh em cả, toàn bộ là quà tặng của hãng, anh em lưu ý cho em phần này. Còn cái tiền mặt thì bên em đang hỗ trợ giảm rất là sâu anh em ạ. Anh em có thể là đợi thuế, còn đâu anh em vội có cần xe đi để lấy xe đi ngay thì anh em hoàn toàn có thể là đi đăng ký ngay, không cần chờ thuế, thì anh em bỏ qua 50% lệ phí trước bạ cho em lên đến trên 35 triệu nhá, ở những cái tỉnh mà áp thuế 12%, còn những cái tỉnh áp thuế 10% thì đâu đó vào khoảng hơn 30 triệu thôi anh em ạ. Vậy thì em sẽ tạm tính cái tổng lăn bánh để anh em cần chuẩn bị. Ở khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 673 triệu, trả góp thì đang là 181 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 661 triệu, trả góp thì đang là 169 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 643 triệu, trả góp thì đang là 151 triệu. Đó, đây là cái tổng lăn bánh để anh em có thể đi đăng ký ngay, không cần phải đợi. Tất nhiên là anh em sẽ phải đăng ký 100% thuế, ở thời điểm này là 12% ở Hà Nội và một số các tỉnh áp thuế 12%, còn một số các tỉnh đã áp thuế 10% thì cái mức lăn bánh nó sẽ thay đổi anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Kia Seltos 1.5 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 679 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em vẫn hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt anh em ạ. Và em sẽ tính cái tổng lăn bánh khi mà được giảm 50% lệ phí trước bạ, và cũng có cái bảng tính nhân bánh đối chiếu để có thể là anh em đi đăng ký ngay anh em nhé. Đó, đầu tiên là lăn bánh ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 722 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 715 triệu, trả góp thì đang là 155 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 697 triệu, trả góp thì đang là 137 triệu. Đó, đây là cái mức lăn bánh được giảm 50% lệ phí trước bạ. Còn bên dưới là cái mức lăn bánh không được áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ. Đây là cái tổng lăn bánh chi phí dự toán để cho anh em có thể là cân đối quyết đoán, đợi hoặc là đi đăng ký ngay. Đó là tùy vào sự lựa chọn của anh em nhá. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, đó là cái bản Kia Seltos 1.5 Premium. Khi cái bản này được áp dụng cái quyền linh động giảm cực kỳ sâu của bên em thì bên em vẫn đang hỗ trợ rất là tốt. Thời điểm này anh em hoàn toàn có thể là chốt cọc để được hưởng chính sách tốt nhất của bên em và vẫn giữ được những cái quà tặng vô cùng đặc biệt anh em ạ. Vậy thì để
lăn bánh tại khu vực Hà Nội mà được giảm 50% lệ phí trước bạ ấy thì nó đang là 795 triệu, trả góp thì đang là 174 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 788 triệu, trả góp thì đang là 167 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 770 triệu, trả góp thì đang là 149 triệu. Đó, đây là cái tổng lăn bánh mà được giảm 50% lệ phí trước bạ. Còn bên dưới là cái tổng lăn bánh chưa được áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ, để cho anh em có thể so sánh và cân đối, có thể là lựa chọn đi đăng ký ngay hoặc là để chờ cái chương trình thuế nó có thực hiện hay không anh em nhé. Đó, anh em nhìn trên màn hình bên trên và bên dưới giúp em anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Kia Seltos 1.5 Turbo. Bản này thì đang có mức giá là 799 triệu. Với cái chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ chưa có, nhưng mà bên em vẫn hỗ trợ giảm rất là sâu về tiền mặt rồi. Còn mức sâu như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em hỗ trợ gửi bảng tính nhân bánh chi tiết để anh em hình dung dễ hơn anh em nhé. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 849 triệu, trả góp thì đang là 209 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 841 triệu, trả góp thì đang là 195 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhá, cần chuẩn bị cho em là 823 triệu, trả góp thì đang là 177 triệu. Đó, đây là cái tổng lăn bánh mà được giảm thuế. Còn bên dưới là cái chương trình lăn bánh chưa được áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ. Anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá khuyến mại cụ thể thì vui lòng gọi điện cho em để em gửi bằng tính thôi. Còn anh em hoàn toàn có thể là dựa vào cái tổng lăn bánh này để chuẩn bị tài chính của mình một cách tốt nhất, để lựa chọn những cái phiên bản mà anh em cảm thấy phù hợp để đăng ký ngay hoặc là đợi chờ anh em nhé. Nếu mà anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé, để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.